Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm trứng vịt muối nha. Rồi bây giờ mình sẽ để trứng phơi khô nha. Rồi trong lúc đợi trứng khô thì mình sẽ pha chút muối. Ủa? Tiếp theo mình sẽ nhóm lửa để đun nước muối hồi lúc nãy mình pha nha.
rồi bây giờ mình sẽ nhấc xuống nha mọi người. Mình sẽ khuấy lên cho nó nguội nước nha. Thì mình sẽ để trứng vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này để dằn xuống nha. Xong rồi đẩy nắp lại. Xong rồi chúng ta sẽ đem vào cắt chỗ tối để khoảng 2 đến 3 tuần là mình